Xin chào quý vị và các bạn đã đến với cái diễn đàn hôm nay của tôi. Và hôm nay tôi sẽ không hướng dẫn bài nào cả, và tôi sẽ trả lời một số cái câu hỏi mà các bạn có inbox cho tôi. Thì thật xin lỗi các bạn là tôi cũng không có thời gian tôi nhắn tin đợt này. Các bạn biết đấy, tôi còn đang review đàn, tôi còn đang mảng bán đàn cơ. Tôi sẽ trả lời các bạn một số câu hỏi như sau. Là có hai cái câu hỏi mà tôi thấy là cũng hợp lý nhất. Thứ nhất là chúng ta hay nhầm lẫn về cái hợp âm 9 và hợp âm 2. Đó, thì tôi sẽ xin nói ở đây. Và thứ hai là cái phần dấu thăng dấu giáng, thì có nhiều người có thể chúng ta biết rồi không nói làm gì, nhưng có những người người ta chưa biết. Đó, thì tôi sẽ giải thích cho các bạn, bởi vì đa số chúng ta là tự học và mới vào, còn những bạn là biết rồi thì chúng ta cũng tham khảo cho nó dễ hiểu. Thì về bản chất, đầu tiên cái hợp âm đây là hợp âm nhé. Thứ nhất như thế này là hợp âm này, thì thế này người ta gọi đây là bậc 1 đúng không, đây là bậc 3 và đây bậc 5. Tại sao thế? Thì 1 2 3 4 5 thôi đúng không? Thì 1 3 5 như thế này. Nó là một hợp âm. Đó. Thế thì khi nó quy định át, cái chữ ADD đúng không? Chữ át. Át là thêm vào. Đó. Át là thêm vào thì thêm vào mấy? Át 2 thì thêm cái 2 này vào. Nhá. Át 9 thì thêm cái 9 này vào. Đây có phải 9 không? Đó. Chứ chúng ta đừng nhầm át 2 át 9. Nhưng sau này thì người ta dùng nhiều ấy, người ta hay bị nhầm lẫn, hay bị cái đoạn nhầm lẫn đó. Nhầm lẫn nhiều thì nó sẽ thành quen, nó thành một cái chung chung, thế là sai nhiều thành đúng. Mà thì người ta bây giờ người ta viết át 2 át 9 thì chúng ta đánh đều như nhau được. Đấy là tôi nói là ở dân không chuyên nghiệp thôi. Ví dụ như chúng ta học chơi ấy, thì chúng ta học như thế cũng được. Nó không vấn đề gì cả. Bởi vì tôi biết là các bạn đang hỏi về vấn đề đó. Ví dụ chúng ta nhìn trên mạng chẳng hạn, lúc thì nó viết át 2, lúc át 9 thì các bạn bảo là đánh giống nhau. Thì đúng rồi, đánh giống nhau cũng được, không sao cả, bởi vì mình đánh chơi mà. Nhưng khi nó có quy định rõ ràng, hoặc là khi chúng ta viết đánh cùng trong một tổng phổ mà nó có liên quan bật phối, thì nó viết át 9 mà mình đánh át 2 nó chửi cho đấy nhá. Át 9 là mình phải đánh ở trên đây. Át 9 nó khác nhá, át 9 nó khác bằng thằng bậc 9 ở đâu? Ví dụ đô 9. Đô 9 thì nó phải có thằng này này. Nhá. Đô 9 nó phải có thằng này này. Bởi vì sao? Đô này. Đô 7 xong mới đến 9 nhá. Hoặc đô major 9 nó viết rõ ràng. Hoặc đô 9 nó viết rõ ràng. Có hiểu chưa? Đây còn đây là đô át 9 thêm 9 vào, chứ chúng ta đừng nhầm, nó bỏ cái này ra nhá. Đấy, rõ ràng chưa? Đô này. 9 này. Đấy. Đô này. Át thêm thêm thêm. Bởi vì là 9 thì nó được xây dựng trên bậc 7. Đấy, hợp âm 9 thì nó sẽ phải có qua 7 thì mới đến 9. Đấy, hoặc major 7 nhá. Đấy, còn add 2 là gì? Add 2 là thêm thằng này vào. Thêm 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 add 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 đấy. Add. Đấy, hình dung chưa? Add 6 hay add 7, add 8, add 9 là gì đó, nhưng thường thường thì add 7 thì nó là 7 rồi. Thì thường thường người ta hay dùng add 9 và add 2 thôi. Đấy là về hợp âm át, chúng ta hình dung rõ thế. Còn bình thường các bạn nhìn trên mạng thì các bạn đánh bình thường thôi, chả sao cả đâu. Bởi đôi khi cái người viết người ta cũng không có chủ chủ bụng là như thế đâu. Người ta viết đôi khi nó chỉ gọi là thêm nốt rê vào thôi. Thì chúng ta cứ mặc định chúng ta cứ thêm nốt rê vào là nó thành át 2 hoặc át 9 gì đó. Nhưng nếu khi chúng ta đánh một ở trên một cái tầm chuyên nghiệp thì nó viết cái số nào ra đấy, nó không có du di du dịch nhá. Cái người viết cái nốt này nó là nốt này, nốt kia là nốt kia, chứ nó không được, mình không được chỉnh của họ đâu. Bởi cái có ý đồ của nó cả. Đấy là phần về át 2, át 9 thì nó rất đơn giản đấy thôi. Phần tiếp theo là đến cái câu hỏi mà dấu thăng dấu giáng. Vâng, dấu thăng dấu giáng là gì? Như trên bàn phím chúng ta nhìn đấy thì nó có nốt trắng này, đang dấu nốt trắng đây đúng không? Hoặc là trên đây, mấy cái nốt đen đây. Thì tôi cũng xin giải thích cho các bạn biết. Thì nhiều bạn ấy quan niệm là đây là nốt mi giáng hay đô thăng hay rê thăng gì đó. Thì các bạn quan niệm như thế cũng đúng. Đúng, chúng ta phải hình dung là khi chúng ta hiểu về một vấn đề thì chúng ta biết là tại sao nó như thế. Tại sao như thế là gì? Chúng ta đang học online, chúng ta đang gọi là tự tìm trên Google, và thì nhiều người sai, viết vô thưởng vô phạt nhá. Người ta thích viết gì viết, thế nên các bạn này tiếp cận, ví dụ như những cái người mà có thể là trình độ người ta không phải là cao nhưng người ta chia sẻ với các bạn rất tốt, thì các bạn biết đến nhiều hơn tôi. Tôi thì không phải trình cao lắm nhưng ít nhất tôi cũng có học hành, nó cũng đến nơi đến chốn. Thì tôi không làm marketing giỏi, tôi không biết, thì các bạn đến với người ta trước, đến trước khi đến tới với tôi đúng không? Thì những cái chuẩn, những quy chuẩn là gì? Các bạn gặp nhiều cái người ta nói sai thì nó trở thành đúng. Ví dụ các bạn bảo đây là mi giáng, tôi bảo đây không phải là mi giáng có được không?
tôi bảo đây là rê thăng, thì bây giờ quay ra hai ông cãi nhau. Thì cái này ấy, nó để mà giải thích được tại sao nó mi giáng hay là đô thăng thì nó cả một cái quá trình rất là dài. Nhưng ở đây thì tôi muốn giải thích cho các bạn một điều rất đơn giản để các bạn đừng đừng tranh cãi là gì. Thứ nhất là hàng phím trắng này này, các bạn nhìn nhá, tất cả hàng phím trắng này này. Đây là hàng âm tự nhiên, nó gọi là hàng âm tự nhiên. Nó đọc nốt đô nó phải đây là đô rồi, nó sinh ra đây là đô rồi. Viết chữ C đây là đô này, đô ký hiệu là chữ C này. Đây hiển nhiên tự nhiên mà không tác động gì đến nó là nốt rê, đấy là hàng âm tự nhiên, tự nhiên. Có tự nhiên nó sinh ra nó có. Tự nhiên là những gọi là trong nghiên cứu học người ta đã ra rồi. Thế còn những nốt đen là gì? Nốt đen là những nốt mở rộng của những nốt trắng. Đó, đô thì nó phải có đô thăng, đó. Thăng là lên, thăng là lên. Đấy. Thế thôi. Chưa? Mi giáng này, giáng là xuống, thăng lên, lên. Giáng xuống, xuống, được chưa? Thế thôi, nó là nốt mở rộng. Thế thì rê thăng thì nó sẽ bằng với lại mi giáng. Còn trường hợp nào viết về nó thì các bạn phải đọc trong sách, các bạn phải đọc ở trong nhạc lý cơ bản thì nó sẽ có những trường hợp, và tôi cũng có giải thích ở một số cái clip rồi, nhưng tôi không nói ở đây, tôi chỉ nói cho các bạn hiểu rằng các bạn đừng có hiểu phức tạp cái bài những cái âm nhạc đó lên. Âm nhạc nó cực kỳ đơn giản, các bạn đừng làm nó khó lên. Đây là la thì nó sẽ có là nốt mở rộng của nó là thăng và nốt mở rộng của nó là la giáng, thăng giáng. Thế thôi, nó sẽ có hai cái trường phái đấy, tự nhiên này, thăng và giáng đó. Thế còn dấu thăng là gì thì tôi đã giải thích rồi, nó là như thế nhé. Dấu thăng thì nó có hai loại, một loại là dấu thăng thường và một loại dấu thăng kép. Dấu thăng kép là gì? Dấu thăng kép là nó viết lên nửa cung, nửa cung nữa. Ví dụ đây là nốt son, thì đây là son thăng này, và son thăng kép thì nó chính là nốt la này. À, thế các bạn bảo tôi là nói phức tạp, không phải đâu, cái đấy các bạn cứ đọc nhạc lý cơ bản rồi các bạn sẽ hiểu nhé. Nhưng các bạn đừng đừng quan tâm đến nó là cái gì, các bạn chỉ hiểu là dấu thăng kép nó là như thế thôi. Còn các bạn đừng bảo là có phức tạp hay không nhá. Phức tạp hay không là các bạn chưa đủ tầm hiểu nên các bạn mới nói là nó phức tạp nhá. Còn đừng, đây là mình chỉ gọi là học hiểu ngay, chứ chúng ta không giải thích vào đấy. Thăng này, thăng kép thì đơn giản là hiểu đến như này. À, ví dụ như hợp âm đô giảm 7 thì nó sẽ là cấu tạo nó là một này, giáng 3 này, giáng 5 này và giáng 7 này, 7 giáng kép này nhá. Chứ nó không được viết, không được viết là nốt la, bởi vì là nó chính là đồ mi son si. Đấy, đây chính là nốt đồ này, mi son si, đồ mi giáng, son giáng và si giáng kép. Đó. Để nó mới cấu tạo thành một hợp âm, chứ nếu là nốt la thì nó lại ra cái hợp âm khác rồi. Tức là nó sẽ dùng trong những trường hợp này, các bạn hình dung chưa? Đấy là về dấu thăng, dấu giáng, nó đều như thế, thăng kép và giáng kép đều như nhau, đều có cái tác dụng nhau. Giáng kép thì nó giáng này, giáng thêm phát nữa là giáng kép. Đấy là dấu thăng là gì, dấu giáng là gì. Thì dấu thăng thì nó, dấu thăng và dấu giáng và dấu hòa đấy thì nó lại có cái tác dụng nữa là nó có ở đầu ô nhịp nhá, đầu ô nhịp, và nó có ở dấu thăng bất thường. Ở đầu bộ khóa, đầu bộ khóa thì là tất cả hiển nhiên, ví dụ cả bộ khóa đây trên màn hình chúng ta nhìn nó sẽ có bộ khóa. Ví dụ độ bộ khóa là nốt pha thăng chẳng hạn, thì tất cả các cái nốt ở trong bài là nốt pha chúng ta phải đánh là nốt thăng, trừ khi nó có cái dấu hoàn nhé. Còn nếu mà dấu thăng bất thường thì nó sẽ có giá trị ở trong một ô nhịp, còn ô nhịp sau đánh bình thường, và nó tính nhé, cái dấu thăng bất thường ấy nó sẽ tính ở bên tay bên cạnh cái thằng bên nó đứng bên cạnh ấy. Ví dụ như là nó có trong ô nhịp nó có đồ rê mi fa son chẳng hạn nhé, đồ rê mi fa son mà nó cái dấu thăng nó đứng ở nốt rê thì bắt đầu là tất cả nốt rê đằng sau của nó sẽ tính trong một ô nhịp đấy là dấu thăng, dấu nhịp sau được đánh bình thường. Đấy là dấu thăng, dấu giáng bất thường là như thế. Còn dấu thăng, dấu giáng ở trên bộ đồ khóa thì nó sẽ nằm yên ở đấy, nó sẽ tất cả những dấu nó sẽ mặc định như thế. Ví dụ trên đầu bộ khóa nó có giọng pha trở chẳng hạn thì nó si giáng, thì tất cả nốt si chúng ta phải giáng hết. Đấy, tất cả nốt si chúng ta phải giáng, nó là nguyên tắc như thế, gọi là hình dung ai. Đấy, nó chỉ đơn giản thế thôi, nhưng có những người chúng ta không hiểu, chúng ta đôi khi đọc lý thuyết mà thì nó viết là hơi bị lằng ngoằng quá. Nhất là đây này, tôi cho các bạn xem ở trên Media Winica cái gì tiếng Việt đây này, nó viết ở đấy các bạn nhìn này.
bạn tra Google nó ra như này này. Đấy, nó kinh chưa? Đấy, đọc như này thì đến Tết Tây không hiểu. À. Đấy, 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 đấy các bạn có thể tham khảo thêm nữa ở chỗ này nhé. Thăng giáng đấy. Như thế này gọi là thăng ở đầu bộ khóa đây. À, các bạn nhìn nhá. Thăng ở đầu bộ khóa đấy. Đấy, thăng giáng đấy, một đống đấy, một bảng như như. Đấy, và chúng ta có thể xem. Đấy, và đây là toàn bộ những kiến thức hôm nay tôi đã giải thích cho một số bạn. Thay vì tôi nhắn tin, bởi vì tôi cũng bận lắm, nhiều lúc tôi không thể trả lời các bạn được, nhưng tôi sẽ có cái clip tôi sẽ gửi đến các bạn biết, và rất mong các bạn thông cảm. Các bạn với lại tôi cũng đang chuẩn bị cái dạy khóa học online, cho nên là đang chuẩn bị rất là nhiều thứ, setup rất là nhiều thứ để cho các bạn học viên có một cái điều kiện học tốt nhất. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và các bạn nhớ like và chia sẻ để tôi ra những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.